Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó với siêu bão Rai trên biển Đông. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các tỉnh thành phố nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão, trong đó có Đà Nẵng. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Rai còn cách quần đảo Trường Sa 600 km. Và thời điểm bão ảnh hưởng đến đất liền sẽ có sức gió cấp 12 và cấp 15 gây sóng ven bờ 5 đến 7 m, tác động mạnh vào công trình ven biển. Đây là cơn bão muộn vào cuối năm có diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành chủ động triển khai ngay công tác ứng phó sát thực tế, tổ chức trực ban theo dõi diễn biến của bão, có phương án sơ tán tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân. Tại Đà Nẵng, các lực lượng chức năng địa phương đã thông báo cho 1.217 tàu thuyền cùng hơn 7.200 lao động về neo đậu ở nơi an toàn, đã hoàn thành tháo dỡ các lồng bè nuôi trồng thủy sản, thông báo bà con thu hoạch rau màu vụ đông xuân, đồng thời triển khai phương án bảo đảm an toàn hồ chứa các công trình thủy lợi.